Thưa quý vị và các bạn, cùng với nhiều địa phương khác, hôm nay học sinh khối trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên của Thừa Thiên Huế đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ phòng chống dịch COVID-19. Trong buổi sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch cũng như tình hình học sinh trở lại trường. Để kiểm tra tại trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác phòng dịch của nhà trường. Trước khi vào trường, tất cả học sinh đều được cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt. Tại các lớp học, học sinh được giáo viên hướng dẫn cách đeo khẩu trang và sử dụng dung dịch rửa tay sát khuẩn. Tại trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu, huyện Phú Vang, ban giám hiệu nhà trường cho biết, ngay trong buổi học sáng nay có 18 trên 851 học sinh vắng mặt. Các giáo viên túc trực tại cổng trường hướng dẫn học sinh thực hiện đầy đủ các bước phòng chống dịch trước khi vào lớp. Một bộ phận sinh viên, giảng viên của trường Cao đẳng Công nghiệp Huế cũng mang theo nước sát khuẩn về hỗ trợ nhà trường. Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ ghi nhận và đánh giá cao công tác chủ động phòng chống dịch tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, ngành giáo dục phải tăng cường công tác thông tin, truyền thông, hướng dẫn học sinh, phụ huynh chủ động thực hiện các biện pháp tự phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao để chủ động phối hợp tổ chức công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên, học viên trong quá trình học tập. Các cơ sở giáo dục làm tốt công tác tiêu độc khử trùng, vệ sinh lớp học, trang thiết bị dạy học và các đồ dùng, phương tiện phục vụ học sinh, đảm bảo an toàn, an tâm cho học sinh, phụ huynh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ sở giáo dục và đào tạo tổ chức ổn định nền nếp dạy học, đảm bảo các hoạt động dạy học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có biện pháp cụ thể, hiệu quả để nắm bắt, theo dõi sĩ số và diễn biến sức khỏe tâm lý của học sinh, chủ động sẵn sàng các phương án nếu có tình huống bất thường xảy ra.